từ trước đến giờ anh cứ tưởng thứ em giỏi nhất là cách cư xử, nhưng hôm nay anh thật sự thất vọng. Mẹ bảo này, dạ. Hai chị em con xem thế nào, dẹ qua hỏi thăm chị Phương mấy câu nhá. Chị Phương cũng bị đau, nhưng mà anh Công thì lại không được tâm lý, không biết cách quan tâm chăm sóc, nên chị cũng hơi tủi. Chị để em làm cho. Thôi, biết sức soàng thôi mà, chị tự lo được. Thì em biết chị tự làm được mà, nhưng mà thi thoảng mình mệt có người chăm sóc cũng thích mà. Anh Công đi làm rồi hả chị? Ừ. Lúc nãy em thấy anh Công có vẻ không vui cho lắm, thậm chí là có một chút bực bội nữa. Anh ấy giận lắm. Thế nếu anh ấy giận lắm, chắc là xót cho chị thôi đúng không ạ? Chị cũng chả biết là anh ấy tức giận là vì xót xa hay là vì thất vọng nữa. Nếu anh Công giận chị vì xót chị thì anh Công đúng. Nhưng nếu anh Công giận chị vì thất vọng thì anh Công hoàn toàn sai rồi ạ. Không có việc gì chị phải buồn cả. Chị không làm sai gì hết. Rõ ràng là chị đang bảo vệ mẹ và các em cơ mà. Hình như em thấy là anh Công với lại chị Phương cãi nhau vì chuyện đánh nhau này đó. Anh biết không? Thì tính ông Công thế mà. Ông ấy không thích mấy cái vụ mà ồn ào rồi bạo lực thế này đâu. Thì biết là thế, nhưng mà đầu tiên phải binh vợ chứ. Trong khi vợ đang bị thương còn lớn tiếng, như vậy là gọi là gia trưởng đó. Thì biết thế, anh cũng biết. Mà khổ tính ông ấy thế rồi, cũng chả biết làm thế nào. Mà cả nhà cũng quen rồi. Tính xấu là phải thay đổi, chứ sao mọi người lại quen. Từ cái ngày về nhà em để ý nha, anh Công luôn luôn vô tâm với chị Phương. Đã vậy bây giờ còn thêm cái tính gia trưởng nữa. Khổ thân chị Phương. Hay thật. Không nghĩ là cái cuộc đánh nhau này nó lại mang lại năng lượng tích cực như thế luôn. Thật là tích cực. Thì anh thấy rõ ràng là em đã bắt đầu hòa nhập vào gia đình anh. Đi đánh nhau chung mà gọi là hòa nhập? Thế hóa ra đây là hoạt động thường niên của gia đình anh.